đi từ trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, theo quốc lộ 1A ra hướng bắc chừng 20 cây số, vừa qua đỉnh đèo Quán Cao, nhìn về hướng đông, du khách sẽ ngạc nhiên trước một đầm nước mênh mông phẳng lặng, ăn sâu vào đất liền. Nếu dừng bước nơi này lúc bình minh, du khách như bị cuốn hút vào một cảnh sắc nhúm màu huyền thoại. Chuyện kể rằng, ngày xưa có nàng tiên Tinh Loan, tính tình hay tinh nghịch. Một ngày nọ, nàng Loan mượn con chim ô thước bay xuống vùng đất phú trời yên dạo chơi. Vì cảnh quan ở đây quá đẹp nên nàng chẳng hề để ý gì đến nỗi chim mỏi cánh, đói và khát. Khi ngang qua vùng đất Tuy An, chim không còn đủ sức để bay nữa nên vội vàng hạ cánh xuống dãy núi Từ Bi. Từ đó người dân nơi đây mượn tên chim ô thước ghép chung với tên nàng Loan, gọi là Ô Loan, mà đặt tên cho đầm. Đầm Ô Loan là một đầm nước lợ thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, rộng hơn 1.500 hectare với 7 xã và một thị trấn có diện tích tiếp giáp với mặt nước đầm. Hàng ngàn cư dân từ bao đời nay sống quanh đầm nhờ nguồn lợi thiên nhiên ban tặng. Nhận thấy vị trí địa lý có núi, có sông, có đầm, có biển, hết sức đắc địa. Hơn nửa thế kỷ trước, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã đưa ra bản thiết kế về một đô thị sinh thái ven đầm hướng từ đèo Quán Cao đổ xuống đầm Ô Loan. Rất tiếc, ý tưởng độc đáo này chưa khả thi. Nhưng nhiều thế kỷ qua, đầm Ô Loan vẫn nổi tiếng níu chân bao tao nhân mặt khách bởi vẻ đẹp hoang sơ của nó và những sản vật nổi tiếng khắp trong Nam, ngoài Bắc. Chúng tôi nhận thấy cái đầm Ô Loan nó có vị trí quan trọng trong cái việc phát triển du lịch của tỉnh. Về tài nguyên du lịch mà tự nhiên á, thì đầm Ô Loan nó nằm giữa cái khu vực thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, nghĩa là chỉ cách thành phố Tuy Hòa khoảng hơn 20 km và thị xã Sông Cầu thì khoảng 30 km, và nó nằm một bên đó là quốc lộ 1A, một bên là ra hướng ra biển Đông. Như thế vị trí của nó là rất quan trọng trong việc phát triển du lịch. Về xung quanh đầm Ô Loan thì chúng ta có nhiều cái di tích danh thắng cũng như là di tích lịch sử, ví dụ như là gành đá đĩa, rồi khu vực là nhà thờ Mằng Lăng, rồi thành An Thổ, chùa Đá Trắng, cũng như là các di tích lịch sử như là mộ và đền thờ Lê Đình Phương. Xung quanh đầm thì có nhiều cái làng nghề rất là nổi tiếng, giống như là làng nghề dệt chiếu hoặc là các cái làng nghề về đánh bắt nuôi trồng thủy sản. Tại đầm thì cái khu vực đó thì có tiềm năng rất lớn về cái du lịch trên mặt đầm, cũng như là cái nguồn lợi về ẩm thực, về thủy sản rất là tốt. Và ở đây thì về mặt mà tài nguyên về du lịch, về nhân văn thì có các cái lễ hội truyền thống hàng năm tổ chức, cũng như là cái đời sống của dân cư người ta gắn liền với cái mặt đầm, cuộc sống ở đầm đó. Một người sành ăn như thi sĩ Tản Đà dường như đã thưởng thức không biết bao nhiêu món ngon vật lạ, từ rau sắn Chùa Hương đến trái cà pháo Nghệ An, đã phải dùng hai câu thơ để thốt lên khi được ăn hải sản Phú Yên. Lấy chi vui với thu tàn, Phú Câu cướp cá, Ô Loan miếng hàu. Phú Câu là một làng biển nay thuộc phường 6 thành phố Tuy Hòa, nơi xuất phát nghề câu cá ngừ đại dương nổi tiếng. Xưa, ngư dân làng Phú Câu chuyên nghề biển và cũng rất nổi tiếng với nghề cướp cá. Mỗi khi ghe cá về cập bến, những người chuyên nghề cướp cá sẽ thu mua vây cá nhám để làm cướp. Ngư dân ở đây có bí quyết để làm cướp cá ngon như thi sĩ Tản Đà đã cảm tác. Còn khi nói đến sản vật trong đầm Ô Loan thì không thể không nhắc đến sò huyết và hàu sữa. Dân gian thì nói chưa ăn sò huyết chưa biết Phú Yên. Còn nhà thơ Nguyễn Mỹ thì cảm tác biển vào Ô Loan nằm ngủ thiếp, sò huyết sinh trong đáy giấc mơ xanh. Một số vùng biển Nam Trung Bộ đều có hai sản vật sò huyết và hàu,
Nhưng sò huyết và hàu sữa ô loa ngon là vì chúng được sinh sản trong một cái đầm nước xẻ hai, có nghĩa là vừa có nước ngọt, vừa có nước mặn. Mặt nước đầm lại phẳng lặng, không bị sóng gió bão bùng, nên thức ăn cho hai loài hải sản này là vô cùng phong phú. Sò huyết cái đầm ô loa mình đây là nổi tiếng cái nước là dưới là hàu, là nhờ chung là nhờ cái dòng nước mặn. Nước mặn rồi trong nó có nước lợ của nó, cái độ mặn nó không có cao, đó, nó rất thấp, nó kèm theo cái khí hậu của nó, chất đấy chất đồ nó kè cộng lại thành bất cứ một cái con vật nuôi gì hoặc là cái con gì ở đầm ô loa, nói chung là ăn ngon hơn các cái sông khác. Nghề đánh bắt hải sản quanh đầm Ô Loan có từ xưa và rất phong phú. Ăn về làm rễ dưới đăng, ăn cơm bát bịch, tôm rằng kho tiêu. Đăng là tên của một xóm ven đầm Ô Loan thuộc xã An Ninh Đông, nơi có nhiều gia đình làm nghề đăng. Ông chủ làm nghề này thường là những gia đình giàu có. Từ đây, nghề đăng sông, đăng biển theo bước chân ông cha vào tận đất phương Nam. Khác với nghề đăng làm bằng lưới chuyên bắt cá lớn, đăng ở đầm thường dùng cây lồ ô lấy trên núi cao xuôi về, chẻ ra thành thanh, rồi bện lại thành đăng. Ngày nay, nghề đánh bắt hải sản quanh đầm Ô Loan đã cải tiến nhiều. Đăng lưới đã thay đăng lồ ô. Ngoài đăng còn có chấn, lưới, thậm chí người dân còn dùng cả lờ dây để không bỏ sót loại hải sản gì. Ngày nay, đến Tuy An, du khách có thể thưởng thức sò huyết, hàu sữa tươi ngon ngay những quán ăn ven đầm. Cái cảm giác bập bên trong quán được kết bằng bè, ngọn gió nồm, gió nam non mát rượi, sò tươi, rượu ngon, như hút hồn khách thập phương mỗi lần về Phú Yên. Nhưng những tay sành ăn thì thường thuê một chiếc ghe bơi ra giữa đầm, nhờ người lặn xuống nước, mò và bắt sò huyết, bắt hàu. Trên ghe, bếp lò than đang đỏ rực, nước mắm ớt tỏi, muối tiêu chanh đã chờ sẵn, chỉ đợi con sò, con hàu nóng sôi lên, đỏ tươi huyết và thịt. Một cảm giác hoàn toàn khác. Cái đầm mình đây là không, nó không có cái nước nó không có mặn lắm, nó chỉ nước lợ thôi chứ không mặn lắm. Cho nên khi con tôm, con cá, con hàu, con sò nó phát triển là nhờ cái nước lợ đó, nó giữ được cái nguyên chất của nó, cái chất lượng của nó ngon hơn. Cho nên cái ăn của nó, mình ăn thì thấy nó ngọt, ngon. Cái sò ở các nơi thì cũng không có bằng. Bây giờ như cái sò ở trong kia nó cũng miền Nam, nó cũng đem về đây nó bán mà sò cũng đâu có bằng ở đồng mình đâu. Không chỉ có đánh bắt hải sản, ven đầm Ô Loan còn có một làng nghề rất nổi tiếng, đó là nghề dệt chiếu Phú Tân. Nếu Bình Định là đất trăm nghề, thì Phú Yên không được liệt vào những vùng đất có nghề truyền thống nổi tiếng. Bởi lẽ người dân Phú Yên xưa chỉ chăm chỉ làm nông trên vựa lúa Tuy Hòa lớn nhất miền Trung, đã đủ ăn quanh năm, không phải lo đến chuyện nghề. Nhưng vài làng nghề ở Phú Yên như đan lát, dệt chiếu, làm đồ gốm vẫn nổi danh từ hàng trăm năm qua. Đầm Ô Loan không chỉ cho con cá, con tôm dưới nước mà còn cho người dân miếng ăn từ một nghề truyền thống trên bờ. Mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn, ruộng cói còn mang một vẻ đẹp thi vị, hút hồn các tay máy gần xa. Người làm chiếu Phú Tân nắng mưa dầm mình dưới ruộng nước đã mang lại những cảm xúc cho người sáng tác, những ấn tượng,
đối với người thưởng ngoạn. Cũng từ nguyên liệu cói, cũng từ những khung dệt quen thuộc, từ những đôi tay sớm hôm tần tảo, chịu thương chịu khó, chú Phú Tân như gói cả yêu thương, vun đắp hạnh phúc cho từng giấc ngủ, mang lại bữa ăn cho từng gia đình. Nghề dệt chiếu ở đây là nghề cha truyền con nối, là nguồn thu nhập chính của gần 100 gia đình xã An Cư. Tuy trải qua không ít thăng trầm theo thời gian, nhưng nghề làm chiếu vẫn được người dân ven đầm Ô Loan gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Không chỉ được tiêu thụ ở địa phương, cùng với sò huyết Ô Loan, chiếu Phú Tân giờ đây đã được người dân nhiều địa phương trên cả nước biết đến. Truyền thống hồi xưa giờ ông cha mình giờ làm thì con nó cũng nối theo, không có bỏ được. Vì cái người ở đây làm thì tuy nó quắc quẻ nhưng mà cũng có ăn tiêu trong gia đình. Con có ăn học, nó biết chữ cũng nhờ cái làm chiếu này. Con tôi cũng đông lắm, mà cũng ngờ là nhờ lát chiếu này ăn học hết à, không có nào nghe hết. Nó giải quyết được nhiều cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Lý do là con ăn học, có đủ điều kiện đóng học phí cho con. Rồi cái ơn, cái chuyện ơn nghĩa của hộ gia đình, người ta cũng từ cái đó người ta tranh thủ, người ta làm, có người ta đi ơn nghĩa. Cái người để tôi thấy là đồng ý nó không có thu nhập cao, nhưng mà nó giải quyết được cái cuộc sống, cái hàng ngày của bà con rất coi như là phù hợp, cho nên tôi tin chắc rằng bà con không có thể bỏ cái ngôi này. Về phía đông bắc đầm Ô Loan còn có một ngôi làng mà đến đây du khách như lạc vào thế giới của đá. Con người như được sinh ra từ đá, lớn lên bên đá, rồi một ngày về với tổ tiên ông bà cũng trong đá. Ấn tượng đầu tiên đối với nhiều người có lẽ là những bức tường rào, bậc tam cấp, lối đi đều làm bằng đá. Đá hiện diện cả ở những bờ vườn, bờ rẫy. Từ xưa, người dân nơi đây đã biết lợi dụng sự hào phóng của thiên nhiên, và có lẽ cũng không ở đâu có nghề xếp đá như ở đây. Những thợ xếp đá ở thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, mới 5-6 tuổi đã cảm nhận được cuộc sống của mình không tách rời với đá. Lớn lên, họ tập tễnh vào nghề. Đến 20 tuổi, họ mới bắt đầu hành nghề theo một quy định bất thành văn của những người thợ xếp đá ở đây. Bên bờ đá xưa, những đứa trẻ ở Phú Hạnh chơi trò chơi hiện đại của trẻ con thời nay.
độc đáo nhất ở xóm đá Phú Hạnh có lẽ là những chuồng bò có tường bao quanh bằng đá. Ngoài việc tiện lợi, vững chãi, chuồng bò có tường bằng đá khá mát mẻ trong mùa hè, ấm áp trong mùa đông gió bấc, giúp gia súc ít bệnh tật. Lặng lẽ mà thủy chung, vô tri mà nghĩa tình, đá gắn bó trọn đời với người dân Phú Hạnh, làm nên dáng hình ở cái xóm nhỏ độc đáo này. Ở cuối xóm, những ngôi mộ đá thấp thoáng trong chân ruộng thổ, vườn nhà, như đoạn cuối cuộc đồng trình giữa đá và người. Di sản văn hóa đá ở Phú Yên chính là sự kết hợp hài hòa các yếu tố tự nhiên, nhân tạo và lịch sử văn hóa. Bức tranh về di sản văn hóa đá Phú Yên cho thấy, chủ nhân vùng đất này chính là những cư dân nông nghiệp với rìu đá và những dụng cụ bằng đá đã phát hiện được, mà vùng đất ven đầm Ô Loan là một trong những địa chỉ quan trọng. Tôi biết nghe đây từ lúc mà coi như khoảng 30 tuổi là theo mấy ông lớn đó, từ đó rồi mình biết lần tới bây giờ mình làm rành luôn. Từ lúc mà tôi biết là coi như ở đem trải đem ra không có, mà cái lúc mà coi như ở bờ đá tự nhiên nó không có, rồi nó lơ xuống mình lấy mình chip trở lại, rồi mình được mình làm cho nó dễ, mình sang chiếc cái đám đất cho nó dễ. Còn ở trong đám á mình cày á, mình đụng cái là mình gây mình cày lên mình đem ra bờ, rồi ở trong mình được mình để mình sản xuất. Đá là đây là đá tự có, mà của ai cũng đều có đá hết. Chứ không có mua thì mình lấy cái đó mình làm nó đỡ ra một số tiền. Cái trước đây là ông bà mình là coi như lấy cái đây mình ship lên để mình làm lại cái chuồng bò là cho vừa ấm và vừa mát. Còn bây giờ đây là coi như người ta có tiền hả, là không làm nữa, để người ta làm xây bằng tường. Còn như ở bị động mà đồ xa là coi như người ta làm bằng đá đây không à. Ngày xưa là làm cái nhà bằng tranh đó, là lấy cái đây mình làm cái móng nhà, cái mồ là hay vừa cho trông xong là người ta lấy đá để ship lại ta để bò luôn. Nhà sinh ra là ông bè sinh ra là coi như có đá ở đây đâu, đá tạo thiên nhiên hầu giờ mẹ, nó có hầu giờ à, chứ không phải ấy đâu, hầu ông bè cũng kiến hầu giờ, nó có là nên bây giờ con cháu là con này cháu người ta thích là làm cái gì cũng đá hết á. Mẹ một cả khi người ta còn chắc đá mà chắc cả người nào chắc rất đẹp, đá bờ như mẹ đá người ta chắc đẹp lắm mà giờ chẳng qua mấy ông này về xưa giờ ông về đời hết đâu, không phải chắc nền nhà cũng rất đẹp nghe. Các con bà đó đẹp ngơ lắm, bây giờ cũng như mấy anh này đó là cũng như vừa đời cháu, thì giờ cũng nấu theo mà làm. Mẹ mô là nhà cửa móng nhà, móng gì này là người ta làm đá, không có dùng mà thứ gì hết. Khách ra đường là coi như khách tham quan là quay phim chụp hình là tan là lấy mấy cái bờ đá đây không hết. Coi như ai cũng lấy hết á, các du lịch đi tới đây thấy bờ đá là rất đẹp, muốn chụp hình quay phim. Đẹp và giàu có về sản vật, đó là những gì thiên nhiên đã ban tặng cho đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên. Không những thế, đầm Ô Loan còn ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử trong chiều sâu cội nguồn của vùng đất Phú Yên. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của chí sĩ Lê Thành Phương những năm 1858-1887 diễn ra với những địa điểm quanh đầm Ô Loan. Các nhà nghiên cứu đã minh chứng rằng nơi ông đóng quân thứ tế cờ xuất trận, nơi ông tuẫn quốc và ngôi đền thờ ông hiện nay đều nằm trong vòng cung theo hướng từ Tây Nam đến Tây Bắc đầm Ô Loan. Phú Yên là tỉnh chậm phát triển du lịch, nhiều nơi chưa in dấu chân người lữ khách. Nguồn thu ngân sách của địa phương từ hoạt động du lịch không đáng kể. Nhưng cái được là nhiều danh lam thắng cảnh gần như vẫn còn khá nguyên sơ, chưa bị phá vỡ, trong đó có đầm Ô Loan. Người dân địa phương mong muốn phát triển du lịch góp phần mang lại diện mạo mới cho vùng đất ven đầm Ô Loan, nhưng đồng thời phải giữ cho được dáng vẻ riêng có, mỹ miều của nàng Loan mơ màng bên bờ biển Đông hàng trăm năm qua, như vẫn gọi mời du khách hãy một lần về với Ô Loan. Trong quy hoạch phát triển thì chúng tôi là phát triển cái khu vực này là thứ nhất là sẽ phát triển những cái khu du lịch về nghỉ dưỡng trên những cái ven đầm, có nghĩa là những cái khu resort nghỉ dưỡng mà nó hướng ra mặt đầm. Cái thứ hai là phát triển về lĩnh vực mà về ẩm thực, thì đặc biệt là các cái khu vực mà gần ven đầm mà có cái nuôi trồng thủy sản cũng như những đặc sản ở Phú Yên đó, thì chúng tôi sẽ quy hoạch một số khu để mà phục vụ cái ẩm thực cho du khách.
về các cái điểm tham quan, thì nếu được đầu tư các cái cơ sở hạ tầng xung quanh đầm thì kết nối đến các điểm tham quan như di tích lịch sử danh thắng Gành Đá Đĩa hoặc là nhà thờ Bằng Lăng, rồi chùa Đá Trắng, rồi mộ và đền thờ Lê Đình Phương, để kết nối vào thành một cái tour, có nghĩa là du lịch tại khu vực đầm. Và tại ngay đầm thì chúng ta có thể là, nếu được có kinh phí, chúng ta sẽ đầu tư những cái cầu tàu du lịch, cầu cảng du lịch, và trên đó là phát triển những chiếc thuyền mà có thể là du khách đi trên thuyền tham quan xung quanh đầm, và là có thể thưởng thức đặc sản trên đầm, kết hợp với là tổ chức các cái hoạt động về là ca nhạc, về là các cái làn điệu dân ca truyền thống trên đầm để phục vụ khách du lịch. Như thế thì chỉ cần từ thành phố Tuy Hòa ra khoảng 25 km thì chúng ta có thể là tham quan, và du khách có thể thưởng thức được nhiều cái sản phẩm du lịch tại khu vực đầm Thổ Loan. Người nhạc sĩ trong một buổi chiều mưa giăng kín đầm Ô Loan bên ly rượu gạo đã viết: về Ô Loan để nhìn hàng cây lao sao, cơn mưa qua thương cánh chim chiều, đầm nghiêng trong xanh bao nhiêu năm nắng mưa đã nhiều, mà sao thương yêu câu ca dao gợi bao tình quê. Về bên Ô Loan để nghe trong mênh mông khói sương lững lờ, nhà ai xa xa vang câu ca em bé nô đùa, để gặp mẹ quê thương con bao nhiêu năm tóc xanh đã bạc, mà sao đi xa nghe trong ta lời ru vọng qua. Ô Loan thương nhớ đầy vơi, lung linh gương soi đôi bóng thuyền trôi, chiều sâu về đâu quanh co ai đứng thương tình quán câu. Về Ô Loan không chỉ để ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên hoang sơ thơ mộng, không chỉ để thưởng thức vị ngọt của sò huyết, của hàu sữa. Về Ô Loan để nghe tiếng vọng về từ ngàn xưa của thanh âm đàn đá, tù và đá, những giai điệu mà ông cha đã không thể hững hờ trước một cảnh sắc thiên nhiên đã ưu ái cho vùng đất bên bờ biển Đông này, trên dải đất Nam Trung Bộ. Chiều sâu về đâu quanh coi đứng thương tình quá.